Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gia Dụng. Hiện nay thì máy lọc nước nó đã trở thành một phần tất yếu rồi, nó như là tivi hay là tủ lạnh vậy. Tuy nhiên là không phải ai cũng có điều kiện để mua được một chiếc máy lọc nước, nhất là các bạn sinh viên đi học ở xa hoặc là anh em công nhân đi làm thì cái mức lương của chúng ta nó cũng chưa được cao. Thành ra là để mua một cái máy lọc nước thì chúng ta cũng phải tính toán rất là nhiều. Đó, và cái nguồn nước thì cái khu vực chúng ta sống thì đôi khi kể cả là có nước máy thì nhiều bạn vẫn cũng chưa chưa tin tưởng 100% đúng không ạ? Đấy, hoặc là do cái thiết bị chứa của nhà chúng ta như là tép nước hay là bể chứa bên dưới nó có cạn nhiều chẳng hạn, hoặc là cái đường ống dẫn nó chưa được thật sự sạch ấy, thành ra nó ảnh hưởng đến cái chất lượng nước sinh hoạt của chúng ta. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn làm một cái chiếc máy lọc nước chi phí thấp nhất mà cái nguồn nước ra thì đảm bảo như những cái máy lọc nước khác. Đó, thì trước tiên sẽ có hai phần. Đầu tiên là phần 1 tôi sẽ vẽ ra đây, hoặc là những cái linh kiện mà các bạn cần mua. Tất nhiên là mình vẫn phải mua, tuy nhiên là chi phí nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với các bạn mua một cái máy lọc nước đầy đủ bán ngoài thị trường. Đó, thì trước tiên các bạn sẽ phải mua những cái gì? Thì đây tôi sẽ viết ra đây nhá. Đầu tiên sẽ là phải mua một cái bơm này. Sau đó là màng lọc, tất nhiên rồi. Cái này rất quan trọng. Màng lọc RO. Tiếp theo là vỏ màng. Vỏ màng để đựng màng. Tiếp theo là bơm. À xin lỗi, nguồn adapter đấy. Nguồn 24V. Đó, thì cơ bản chúng ta sẽ cần những thứ như thế này thôi. À, cái cốc lọc thô nữa. Cốc lọc thô. Cần một cốc thôi. Bình thường máy lọc nước trên thị trường là có 3 cốc đúng không? Nhưng mà thật ra chúng ta cần một cốc cũng được rồi. Và tiếp theo tôi sẽ vẽ cái sơ đồ của nó ra đây nhá. Cho các bạn dễ hình dung này. Đầu tiên chúng ta sẽ nước, tất nhiên là phải qua cốc lọc thô. Bởi vì nếu mà để nước mà trực tiếp vào màng RO luôn thì nó sẽ gây tắc màng rất là nhanh. Đó. Đây sẽ là nước vào này, nước vào cốc lọc thô. Tiếp theo sẽ đến bơm. Đấy, bơm đẩy sang màng RO nhé. Đây chính là cái cốc màng và cái màng ở bên trong này. Màng RO sẽ ra hai đường đúng không ạ? Là nước thải và đây là nước sạch. Ok, còn tất nhiên là bơm là phải có một cái nguồn rồi, cái nguồn 24V. Nguồn 24V đó, thì cái sơ đồ trên giấy nó chỉ như thế này thôi. Thì nước đây là nước cấp đầu vào thôi. Đó, cái này nó cũng sẽ không có cái hệ thống tự ngắt gì cả. Chúng ta chỉ cần cắm khoảng 2 tiếng gì đó. 2 tiếng đến khoảng 3 tiếng đấy. Thì cái phần nước sạch này các bạn chứa vào cái bình 20 lít ấy. Cái bình các bạn mua một lần để đổi đấy, thì chúng ta không phải đổi nữa mà chứa vào đây. Đúng không? Thì cái bình 20 lít này nó sẽ khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng là nó đầy. Bình chứa. Còn tất nhiên nếu mà các bạn muốn nó tự ngắt thì phải mua thêm một cái bình áp và van áp cao nữa mới ngắt được. Nhưng mà trong cái clip này mình sẽ hướng dẫn làm một cái máy nó đơn giản nhất và chi phí thấp nhất, thì chúng ta chỉ cần lắp như thế này thôi. Đó, đây là cái phần lý thuyết nhé. Tiếp theo là tôi sẽ chuyển sang cái phần lắp ráp thực tế thì nó như thế nào. Đó, thì đây là cái sơ đồ thực tế nhé các bạn. Đây, chúng ta sẽ có nguồn này, bơm này, cốc lọc số 1 này. Đây chính là cái lõi lọc của nó. Đấy, mình sẽ lắp vào đây. Đây là màng RO nhá. Đấy. Còn đây là cái cốc màng. Đấy, lúc nãy mình nói thiếu một chút thì nó phải có thêm cái van nước thải nữa. Thì bắt buộc các bạn phải mua thêm cái van nước thải này nhá. Đấy. Cái van nước thải này ấy, thì để nó tạo áp lực lên màng, có nghĩa là bơm đẩy lên màng này. Sau đó thì qua đường nước thải, cái đường nước thải này có van lắp van nước thải. Thì van nước thải này có tiết diện rất là nhỏ. Đấy, thì nước nó đẩy đến đây chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ tạo một cái áp lực rất là lớn lên cái màng này để nó thẩm thấu ra nước tinh khiết nhá, qua màng này nhá. Cho nên là bắt buộc phải có cái van nước thải này. Đó, sau đó chúng ta tiến hành lắp này. Đây. Đấy, các bạn vặn ra. Cho màng vào nhá. Ok. Lắp lại. Lắp vào. Đây. Cái đường nước thải này thì các bạn cho một dây đấu một dây chảy ra ngoài, thì các bạn đấu làm sao đó trong cái phòng của bạn các bạn ấy nó gọn gàng là được đúng không, hoặc là có thể treo lên làm cái giá gì đó treo lên, hoặc là để một vị trí nào đó gọn. Đấy, cái đầu bên này thì chúng ta cho lõi vào này. Đó, đây là cái lõi lọc số 1 của nó ấy. Chính là bông nhá. Đấy, bông này, bông ép ấy, để nó ngăn chặn rêu rong bùn đất ấy. Chủ yếu là rêu rong bùn đất thôi.
Đó, đây thì cái đường này là đường cấp nước vào nhá, nước sẽ qua đây lọc thu qua đây, sau đó qua bơm này, bơm sau đó sẽ đẩy qua màng đấy, cái đường nước thải chảy ra ngoài, và cái đường này chính là đường nước sạch này các bạn. Đó thì mình phân biệt luôn này, ở cái vỏ màng ấy thì cái đường nước sạch chính là cái đường mà lồi lên hơn và nó ở giữa nhá. Đấy, nó sẽ ở giữa tâm hơn so với cái đường nước thải. Đường nước thải nó sẽ thụt xuống hơn một chút so với đường nước sạch. Đó, thì đây chính là đường nước sạch. Đó, thì cái đường này các bạn là nối thêm cái dây tiêu cắm vào cái bình chứa. Còn đường này là đường nước thải thì các bạn thải nước ra ngoài. Còn bên này thì các bạn đấu vào cái đường vòi rửa tay, cái xin lỗi là cái đường vòi mà ở cái bồn rửa tay của các bạn ấy. Đấy, hoặc là đơn giản là các bạn chỉ cần lấy một xô nước cho cắm cái đầu này vào thì nó bơm này nó sẽ tự hút được. Đó, chỉ cần một cái xô nước thôi đấy, thì nó đã có thể lọc ra được cái nước sạch để cho chúng ta sử dụng rồi, rất là đơn giản đúng không ạ. Đó, thì chi phí rất là thấp và nước sạch sau màng này cũng sẽ đạt tiêu chuẩn nhá. Về cơ bản ấy, thì cái màng này này thì mình lắp vào cái nguồn nước, đa số là nguồn nước nào nó cũng sẽ lọc được ra nước sạch hết, có thể sử dụng được ngay. Tuy nhiên là nó phải có thêm những cái cốc lọc thô bên ngoài, ví dụ như máy chúng ta mua ngoài thị trường nó sẽ có 3 cốc lọc thô thì nó để nó bảo vệ tốt hơn cho cái màng này đấy, hoặc là xử lý thêm một chút, ví dụ là nó có cốc lọc than hoạt tính thì nó sẽ xử lý tốt hơn một chút ở cái nguồn nước mà ví dụ có nhiễm chất độc hại hoặc là kim loại nặng ấy thì nó sẽ xử lý tốt hơn một chút. Nhưng mà cơ bản là cái màng này nó sẽ xử lý được hết, ví dụ là nguồn nước mà sau màng lọc nó là xử lý được 100% chẳng hạn, thì những cái cốc lọc thô phía trước nó chỉ xử lý được khoảng 10% thôi đấy, cỡ đó thôi, còn 90% là qua màng hết. Cho nên là chúng ta chỉ cần lắp, ví dụ là chúng ta ở cái khu vực mà có nước máy rồi thì càng tốt, thì chỉ cần lọc rêu rong bùn đất qua cái cốc lọc thô này thôi, còn đâu là đến cái màng này nó sẽ xử lý hết. Đó, thì cái sơ đồ nó chỉ cần như này thôi nhá. Mình nhắc lại này, mua các bạn mua nguồn này, bơm này đấy, vỏ màng này, một cái màng RO này, một cốc lọc thô và cái lõi lọc bên trong, thế thôi. Chi phí rất là rẻ, nếu mà so với một cái máy nó chỉ bằng 1/4 thôi, 1/3, 1/4 thôi. Rồi, ok, chúc các bạn thành công nhé.